Mến chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube Thắng Máy Cưa Xích của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em một con máy cắt cỏ 315. Con này 31cc nha mọi người, rất là mạnh luôn. Đó. Có trợ lực nha mọi người. Kyushit Echo đó mọi người, cùng một nhà máy Yamamoto sản xuất. Nguyên zin hết rồi mọi người. Mình khởi động máy bằng cách mình bơm xăng này. Rồi mình đóng cái e này này. Ở đây là chốt cỏ ga mình, và cái ga này mình ga lên một tí cho nó mau nổ. Và phía đây là công tắc nha mọi người. Tắt mở. Xốp lát xuống dưới này. Mở lát lên trên ha. Rồi mình chặt nha. Chỉ cần kéo nhẹ thôi, tại vì trợ lực khi nó ho là tiếng mọi người hất e cái lùi về rồi sẽ kéo tiếp. Tắt máy tắt cái mình phải bật lên luôn ha. Kéo này, kéo nhẹ cái là nó nổ, khi nhẹ nổ luôn. Rồi kéo này ra ha. Nó bung trước rồi, bung dài nó bung này, phè này. Vì khi nó bung trước nó dài quá là máy nó sẽ gây ra tình trạng bị thiếu xăng, nên là để mà chỉnh cho nó ngọt thì em sẽ có một cái vít chỉnh ở đây ha. Đây nó sẽ có một cái con ốc xăng. Mọi người hôm nay hơi tối ha. Mọi người sẽ nhìn thấy. Mọi người lấy nó ra. Đây này, nằm trong khe này này. Lấy ngược chiều kim đồng hồ đó nha mọi người. Đó. Ok, rồi mình giặt mình cái ga tiếp. Cái khi nhà nó luôn. Hàng này trợ lực rất là ít có, lâu lâu có cây nha mọi người. Ok, em đã giới thiệu xong một con máy cắt cỏ. Mọi người mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0974644973, Zalo, Facebook. Em tên là Thắng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video.